Hai bố con mang mang ơn bà. ơn bà. Ở đây là cháu được mua hết là 2 cân cá là 180.000 và mua một chai dầu ăn là 60.000, mua một gói biết này đúng không? Biết cái này không? Cái này không biết à? Cái này thì để bóc ra nhá. Bóc ra xong là tắm nhá. Tắm vào người của mình nhá. Nhá. Có cần bỏ áo ra hướng dẫn tắm không? Tự tắm thôi nhỉ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Chúng em xin kính chào các bác. Thưa các bác, hôm nay thì bạn Nghiêm lại tiếp tục là đồng hành cùng với cháu Lực để mà đi gửi một cái phần quà rất là ý nghĩa tới cho hai bố con của bác ạ. Về cái hoàn cảnh này thì là hoàn cảnh mới, thì ở đầu video cho phép cháu Lực xin được phép tóm tắt lại qua một chút của bác nhé. Đằng sau Lực thì có một cái hoàn cảnh mà đang nằm ở đằng sau cái bụi tre này, đi vào một cái cung đường thì rơi vào đó là tầm là gần một cây đó các bác ạ. Và hai bố con thì người bố thì là bị thần kinh, còn con thì bị con, còn có thêm cả một người con nữa là em Quyền của bác ạ. Em Quyền thì năm nay cũng được là 10 tuổi rồi. Và ở đầu video thì cho phép cháu Lực xin được phép nói cái điều này một chút của bác nhá. Cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là 10 tuổi sao lại lớn như vậy đó, nhưng mà ở đây có thể là em Quyền là em ấy hấp thụ cái chất dinh dưỡng là nó có vẻ là như kiểu là nó được hơn, thành ra là em có một cái thân hình lớn hơn một chút. Còn hôm nay thì trước khi mà đi vào thì cho cháu Lực xin được phép là nói về cái phần quà này là ai gửi của bác nhá. Ngày hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là 100 đô của bà Vương Kim Thanh, đổi ra tiền Việt thì được 2 triệu là 500. Và trong đó thì là bà có bảo với cháu Lực là mua gạo này và những cái nhu yếu phẩm cho hai bố con. Thì hôm nay cháu Lực là mua nhu yếu phẩm về thì chưa hết 2 triệu dưới đâu các bác. Để lần sau cháu Trực vào thì cháu Trực sẽ tiếp tục là mua thêm và sẽ gửi cho hai bố con là thêm là một chút cái tiền mặt để cho hai bố con có thể là như là đi mua dép hay là đi mua cái gì đó cô bác. Và trước khi mà đi trao cái phần quà này thì cháu Lực xin được phép gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Và nói bà là năm nay thì cũng cháu Lực cũng gọi bằng bà cô bác, tức là tất cả những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ thì ai cũng đều gọi bằng bà hết. Đấy, nhưng mà bà vẫn có một cái trái tim rất là cao thượng và rất là vĩ đại, hướng về Việt Nam, hướng về những hoàn cảnh nào mà còn là khó khăn đấy. Bà Vương Kim Thanh thì cũng là bà mà người đồng hành với cháu Lực ở trên kênh Bản Em là cái mạnh thường quân đầu tiên của bác ạ. Thì cháu Lực cũng rất là mang ơn và rất là biết ơn tới bà. Hôm nay thì bà lại tiếp tục theo dõi được về cái hoàn cảnh của hai bố con ấy, thì bà lại có duyên với lại hai bố con thì tiếp tục là gửi tấm lòng vàng của bà trợ duyên tới cho hai bố con đó các bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video. Và hiện tại thì cháu Lực cũng chỉ biết là mua như thế thôi. Còn một tí nữa thì cháu Lực sẽ lên và công khai cái số tiền hôm nay cháu Lực đã mua hết là đi bao nhiêu đó các bác nhé. Anh em thì bây giờ bác bao nhiêu rồi? Khỏe hơn à? Hai túi hai gạo đi. Hai túi gạo này thì là đồ tầm là 20 cân. 20 cân. Gạo thì không biết là xuôi bán như nào các bác, nhưng mà trên cháu Lực là bây giờ gạo đang lên giá rồi, 19.000 một cân rồi đấy, một cân gạo đấy. Đường dưới đường trên à? Đường trên thôi, đường dưới thì như là không có phải. Ok, có phải là hình như giống bạn Quyền đấy nhở? Hỏi đi đâu này? Bác Quỷ. Bác Quỷ đi đâu ấy Quyền? Bác Quỷ đi đâu ấy? Đây, để bỏ xuống đây nè. Đem đi bán á. Đem đi bán để mua cái gì? Dép. Mua dép á, nào, chính ra đây một tí nào. Nào, Quyền, trước khi thì Quyền gọi người một lời chào tới các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Rồi, thế thì hôm nay là Quyền là vác củi để mà vừa rồi bà đã đem đi bán à? Vâng.
Em đi bán để mua dép á. Phải không? Đi bán để mua dép à? Quyền có thể nói to lên được không? Nhá. Vâng. Rồi, nói to nhưng mà đừng có nói to quá nhá. Thế bố, bố đi đâu rồi? Bố của em là đi đâu rồi? Biết á. Biết á. Hỏi, hỏi bố Quyền đi đâu không biết. Thế sáng nay ra là không gặp bố à? Như kiểu Quyền này của bác chắc là thứ nhất là sẽ bị ảnh hưởng tới một chút là cái bố của mình nữa. Thành ra là em sẽ hơi hơi khác các bạn mà khác một chút của bác nhé. Rất là mong các bác thông cảm. Nhìn đi đâu ấy? Có cái gì ấy? Không có gì thế này à? Thế là bó cùi là để mà đem đi bán à? Không đem đi bán nữa nhá. Chú mua lại nhá. Nhá. Chú mua lại nhá. Thế bây giờ thì đem đi về đi nhá. Để chú mua lại cho. Bảo là đi lấy củi để mà đi bán mua dép này của bác này. Đi chân trần này. Dép mà không có dép rồi à? Nào nào đừng đừng có xấu không. Quyền không có dép rồi à? Không có rồi á? À. À. Thế thì đem đi về đi. Đem đi về đi không chú ơi. Đó. Đi về đi. Quyền thì có vẻ như là bị một chút ảnh hưởng tới chân, tới bố của mình rồi. Thành ra là nói, thành ra là em ấy như kiểu là rất là năng động các bác ạ. Bác được về không? Bác còn bao củi còn chạy rất là nhanh quá Quyền ấy. Quyền là đợi đợi tí, Quyền này chó ơi. Đợi anh một tí. Mỗi nhà ở phần phía bên này là có chó thôi. Thế là vừa rồi lấy củi đâu đi bán? Vừa rồi Quyền lấy củi đâu? Ở đây à? Cái củi này là bố lấy về hay là như nào? Bố lấy về. Bố lấy về à? Thế lấy củi đi bán rồi thì xin phép bố chưa? Bảo với bố là lấy củi để đi bán để mua dép chưa? Hả? Chắc là chưa có bảo đâu các bác này. Thấy là... Sao lại để mì tôm ở đây đấy? Hả? Đem đi về nhà đi. Đem về nhà đi. Đi vào ngôi nhà của Quyền thì có vẻ như là cũng khá là khang trang các bác ạ. Thế nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ấy, thì những cái tấm ván này các bác này thì đã bị mục hết rồi. Nhưng ngôi nhà này là làm mà không có lấy cây gỗ mà nó già với lại gỗ tốt ấy, nhà nó bị như thế. Thế Quyền ngồi đây. Ở nhà có nước không? Không có. Trong ống kia có nước không? Đi lấy cho chúng cốc nước nào. Hai tay chứ. Chú vào đây. Rồi đấy. Lấy cho chú kia một cốc nữa. Nói chung là Quyền của bác ạ. Rất là tăng động. Nhưng sau này thì chắc là lớn lên là bị một chút ảnh hưởng về cái bố này. Về cái khoản bố của mình nữa. Ừ, chú xin. Hãy ngồi đây. Do con nước mà trong có vẻ là có nhiều con kiến quá đấy nhỉ. Thế bố của Quyền là, chú hỏi lại một lần nữa, bố của Quyền là đi đâu rồi? Không biết. Không biết à? Có bảo là đi làm thuê hay là đi đâu không? Không. Không bảo à? Chắc là đi làm thuê rồi các bác ạ. Buổi sáng sớm nay thì chắc là ông đi sớm, thành ra là Quyền là chưa có biết. Nhưng mà Quyền là ở nhà làm cái gì? Ở nhà xem trâu à?
Thế lấy cỏ chưa? Chưa. Chưa lấy cỏ à? Thế bao giờ cho mới có để ăn? Hay là không cho ăn nữa? Hả? Thế đi học thì không có dép à? Đi học ấy. Đi dép bố đi to quá à? Phải không? Thế thì để một tí nữa chú đi mua dép mới cho nhá. Đấy. Quyền để đi học ấy cô bác ạ. À, lâm vào cái hoàn cảnh như thế bố cũng không có biết là phải như kiểu là mua quần áo cho con đấy cô bác. Thành ra là em ấy đi học thì được các cô giáo là cho quần áo đây, cho dép, cho mũ mọi cái nữa. Có mũ không? Không. Không có à? Không có đâu à? Ở trên này người ta bán mũ không? Có. Có à? Thế để tí cho chú đưa đi. Hôm nay bố không ở thì chú lại mua đồ xuống cho Quyền với lại bố nhé. Mua gạo nữa, ở nhà thì hết gạo chưa? Hết gạo rồi à? Lần sau thì bảo là hết rồi ạ à, nhá. Vâng. Rồi. Đấy, nói chuyện thì không được gái khắp nơi nhá. Đấy. Phải dạy Quyền một chút cô bác nhá. Cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực khi mà vừa ghi hình và vừa dạy bảo. Cá mắm này thì là một tí nữa Quyền là lấy cái gì ra để mà tách xong rồi để phơi hay để trên này nhá. Một tí nữa cũng được Quyền ơi. À, uống nước của bác ạ. Nghe ở trong đằng sau có xích nước không? Đấy, nhưng mà hai bố con là bị như thế thì vẫn biết nấu cơm ăn là được rồi chứ. Không có nữa. Có. Mà không biết nấu cơm nữa thì lại càng khổ quá đấy. Làm cái gì phải làm từ từ thôi nhá. Không được làm mạnh mạnh tay đâu nhá. Hôm nay thì đi vào không bác? Cháu Lực cũng nghe người ta nói rồi, bảo là Quyền là bị một chút ảnh hưởng đấy, nhưng mà cũng hôm nay thì mới nhìn thấy là nhiều hơn. Có vẻ như là đợt đầu vào ấy thì có thể hơi sợ, nhưng mà đợt sau đấy, bây giờ vào mấy lần rồi thành ra là em cũng không sợ nữa. Còn sợ sợ anh không? Không sợ anh đâu à? Có biết anh tên gì không? Lực. Anh Lực nhá, không được nói tên là Lực nhá. Anh Lực nhá. Được chưa? Hôm nay chú lớn rồi, chú không mua kẹo cho nó nhá. Chú chỉ mua gạo, mua thức ăn cho nó nhá. Quyền có biết cảm ơn không? Trước khi mà đi vào thì sẽ dạy cho em Quyền gửi một lời cảm ơn tới bà Huynh Yên Thanh. Bây giờ thì khoanh tay vào là con xin cảm ơn bà đã gửi tiền để mua thức ăn cho con nhá, cho hai bố con nhá. Khoanh tay. Nhìn ra đây. Nhìn ra đây, đừng có nhìn vào chú, nhìn ra đây. Con. Con xin cảm ơn bà Vương Kim Thanh. Huynh Yên Thanh đã gửi tiền cho hai bố con. Con chúc bà cùng gia đình dồi dào sức khỏe. Hai bố con mang ơn bà. Nói chung là cháu Lực nhìn vào em Quyền ấy thì đôi lúc là cháu Lực cũng không có nhịn được cười các bác ạ. Đấy, rất là mong các bác sẽ thông cảm. Đấy bà. Rồi nhiều con kiến quá, để ra kia thôi. Đấy. Đồ xuống kia. Thì khô quá, nhiều kiến quá. Đun cái mới là uống. Ở nhà là một mình là không được đun với bếp củi nhá. Được chưa? Không mà thì cháy nhà đấy. Thưa cô bác, và cho phép cháu Lực xin được phép là nói qua về cái khoản mà hôm nay cháu Lực đã chi tiêu. Ở đây là cháu Lực mua hết là 2 cân cá là 180.000, và mua một chai dầu ăn là 60.000, mua một gói xà phòng là 30.000, mua hai gói mì chính là 60.000, và mua một gói đường để cho hai bố con pha với nước uống là 10.000, và mua hai gói bột canh là 10.000, mua một cái cọ may để cho hai bố con tắm là
À, mua hai cái nha các bác. À đúng rồi, đấy mua hai cái là 20.000 và mua một một con gác là hai cái, hai bố con là 40.000 và mua một thùng mì tôm. Thùng tôm. À đó thôi. À không có thùng mì tôm ở ngoài đúng không? À còn mua một thùng mì tôm nữa là 85.000. Mua một chai Sunlight này là dầu rửa bát này là 20.000. Đấy, đây, thùng mì tôm ở đây. Và mua một chai nước mắm là 20.000. Tổng hết là cháu Lực mua hết là 500 là 35.000 là tiền mua những cái thực phẩm và những cái hàng khô này. Còn đến về gạo thì cháu Lực mua là 20 cân, là một túi là sẽ 10 cân, là nhân cho 19.000 là 400.000. Thì tổng hết số tiền của cháu Lực mua đồ là hết là 935.000. 935.000 thì là trừ đi 2500 trừ đi 935.000 là bằng còn dư là 1.565.000 đúng không bác nhá. Thì để một tí nữa cháu Lực xé lại trích ra thêm độ là 100 hay là 200.000 để mua quần áo với lại mũ cho em Quyền, cho em Quyền sau các bác ạ. Có biết tiền không? Có biết tiền không? Hả? Có biết biết tiền đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì hôm nay là có bà, một bà là gửi tiền cho hai bố con của Quyền nhá. Hôm nay thì bố Quyền cũng có ở ấy. Nếu mà bố Quyền ở thì anh gửi cho bố Quyền là một chút tiền mặt để mà cầm cho Quyền đi mua quần áo mới rồi. Hai bố Quyền cũng ở thì để một tí nữa xem là ở trên người ta có chỗ bán quần áo không. Hả? Không, không có đâu à? Vào ngày chợ thì mới có các bác ạ. Còn về cái khoản này thì để mai cháu Đức sẽ đưa em ấy đi mua đầy đủ sau. Tại vì là cái khoản này thì là bà cũng, bà Vương Như Thanh là cũng gửi cho em Quyền với lại bố của Quyền thôi. Anh cũng xin thay mặt là hai bộ con gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Như Thanh. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cái này thì có biết dùng không? Cái này biết dùng đúng không? Cái này là dùng để rửa bát nhá. Nhá. Tại vì là vì sao chú Lực phải nói chi ly tỉ mỉ như thế này là để hướng dẫn em của bác ạ. Như là này thì em cũng chưa đi hình như là chắc là lâu lắm mà không có dùng rồi. Còn biết cái này không? Có. Biết này đúng không? Biết cái này không? Cái này không biết à? Cái này thì để bóc ra nhá. Bóc ra xong là tắm nhá. Tắm vào người của mình nhá. Nhá. Có cần bỏ quần áo ra hướng dẫn tắm không? Tự tắm hơi nhỉ. Còn là cái này là súp nhá, để vào thức ăn nhá. Được chưa? Đây là biết rồi nhỉ. Cái này biết chưa? Không. Chưa biết cái này bây giờ à? Đấy, những cái gói đường này của bác này còn chưa biết. Cái này là Quyền bỏ ra. Xong là một tí nữa Quyền tìm một cái pép nào sạch ấy nhá, cắt bỏ pép nhá. Được chưa? Xong là lúc nào mà uống nước ấy thì là bỏ cái này vào khuấy nước để uống nhá, nó ngọt nhá. Được chưa? Rồi. Biết cái này chưa? Biết rồi đúng không? Biết cái này chưa? Biết rồi đúng không? Cái chai này biết chưa? Chưa. Chai này thì là để vào cũng là để vào chai này là nước mắm để vào cái gia vị mà mình chấm chấm thịt chẳng hạn nhá. Nhá. Hay là bỏ vào canh chẳng hạn nhá. Còn bây giờ thì chắc là hai anh em mình phải hỗ trợ Quyền một chút anh em ạ. Nhà có cái khay gì không? Hả? Có cái khay gì để mà mình phơi được cá không? Không. Không cái có. Rổ ấy, cái rổ ấy. Quay sổ không? Cũng không có à? À thế thì để anh... Sao bây giờ thì Quyền lấy cái này đi rửa bát trước nhá. Nhá. Bây giờ thì quyết. Bây giờ thì cất gọn là cái đồ này lại nhá. Tối nay thì bảo là nói bố là anh Lực đem cho nhá. Dùng cái gì thì dùng ở đây nhá. Được chưa? Được chưa? Dạ. Rồi. Có thích không? À, mua đọ, mua quà này nhiều có thích không? Cất hai chai rõ này đi đi. Đấy. Cái này là anh để đây cho Quyền nhá. Cái này thì để vào trong ba lô một tí nữa đem về sẽ còn nhớ là mua cái gì.
Đấy, bây giờ Quyền đi đi rửa bát đi, lấy cái đấy đi rửa bát đi nhá. Đúng rồi, cá tí để đấy cho hai bố con thôi. Một tí bóc cá phơi đây nhá. Nhưng mà cá nó bị bùi đấy nhá. Chứ là để ý là con mèo đấy. Con mèo nó biết ăn đấy. Hay bây giờ Quyền thì đi rửa bát rồi nào. Một tí thôi. Bát là có thế thôi à, ít thôi à? Đợt này thì có ít thôi, thế đem đi rửa đi. Hai bố con là mỗi lần ăn đấy cô bác, chỉ có là hai cái bát, ba cái bát thôi. Có thể là một bát là bát nước chấm, còn là hai bát là bát cơm, còn là một cái bát to to nữa thì sẽ để làm hay. Ồ, thế đi dép đấy to đấy à? Ừ. Đi dép to này đi học này cô bác này. Dép này là dép bố của Quyền đấy. Đi về nhà lấy xà phòng giặt áo đi. Đi đi. Phải hướng dẫn đấy em mới một chút cô bác ạ. Có thể là thời gian đầu thì chắc là cháu Lực phải dạy dỗ em ấy nhiều hơn để cho em ấy biết là cái cuộc sống mà tự lập hơn. Có thể là Quyền như này sau này là sẽ bị ảnh hưởng về một chút về cái gen từ người bố sang. Cái gì là gì đấy hả? Tôi vừa làm vừa gì ra đây. Làm đi, ra đây. Đây đây. Xong rồi Quyền bây giờ giặt quần áo Quyền nhá. Nhá. Quần áo, xà phòng đâu? Lấy xà phòng về. Ấy, đừng có vứt thế, hỏng chậu đấy nhá. Đây, một đứa trẻ năm nay mới chỉ có 10 tuổi thôi. Đấy, nhưng mà bị ảnh hưởng một chút về người bố, còn là mẹ thì đã biết là cả gia đình đã bị như thế rồi, thành ra là cũng đã bỏ đi, không có ở lại nữa. Để rồi bắt đầu rồi Quyền. Rẻ, cái rẻ. Cái rẻ ông nọ này. Đấy, thấy là ăn cơm của bác này, bắt trắng xóa được, chắc là cũng chẳng có gì để mà ăn đâu. Hôm nay thì có được lại mua thêm là cá mắm cho Quyền là một chút. Hai bố con thì Tiền cũng bảo là hết gạo mất rồi. Ra đây chú bảo. Bỏ rửa bát này thì là bỏ ít thôi nhá. Ra đây. Anh rửa xong là Quyền tráng nhá. Rửa bát này, rửa từng đuôi này nó mới sạch nhá. Nhá, rửa từng cái một nhá. Để cho đây để chúng lấy nước cho. Chạy đi. Đây, bỏ bát vào đây cháo này. Áo là tự giặt hay là bố giặt cho? Quyền. Áo này tự giặt hay là bố giặt cho? Tự giặt à? Rửa bát thì cái này thì sạch rồi. Rửa đi. Qua đi nhà ông sò sắm mưa các bác, thành ra là hôm nay là bị xịt hết mũi rồi. Cho nói chuyện là đôi lúc có sụt sịt một tí thì rất là mong các bác là thông cảm cho cháu Lực các bác nhé. Tại vì cái điều này thì cháu Lực biết là nó rất là tế nhị. Hai bố con thì cũng được là nhà nước là hỗ trợ một cái cô nhà vệ sinh nho nhỏ như này các bác này, chứ không là toàn đi ra bụi là đi trong này có vẻ như là thả một chút con cá vào đây rồi, giống như thế là đây có một chút cá. Biết hát gì thế này, đi giặt áo đi.
chỗ này mà nếu mà động mạnh cái là nó bị đổ luôn các bác. Cho chú đây, Quyền đây, lấy vít cho chú thôi. Quyền giặt áo đi nhá. Xà phòng này chú mua cho này, bóc đi, bóc xong giặt đi. Ở dưới sàn nhà thì có một con trâu các bác ạ. Đấy, tuy nhiên là con trâu này thì được bố Quyền là hình như là có bác nào ấy cho mượn để mà nuôi, cho nó nuôi là lấy sức kéo thôi chứ không có được gì hết cả, được với lại phân nữa. Ra phía đằng sau nhà thì ui rồi, phía đằng sau nhà này thì có vẻ như là rất là nhiều cái bụi sậm này, cái cây này thì có vẻ như là bị mục hết này. Thằng nào hai bố con mới không có dám ngủ đây đâu các bác ạ, nếu mà ngủ đây là chỗ này nó bị mục và nó bị sạt xuống. Đi học cô giáo có dạy hát không? Đi học cô giáo có dạy hát không? Có. Có à? Thế Quyền là biết hát bài gì không? Hả? Biết hát bài gì không? Không biết hát à? Cứ dạy mà không biết hát à? Đập vò mạnh mạnh lên. Đấy. Quần áo là tắm xong là phải giặt thôi, đừng có vứt như thế. Vứt như thế là nó hỏng nhanh lắm ấy. Quyền thì năm nay lên lớp 5 là 10 tuổi rồi nhờ. Đây cũng có một số các bác ở trên kênh nói, các bác ở đầu video chúng tôi nói rồi là lớn thế này làm sao mà 10 tuổi được, phải hơn 10 tuổi ấy. Nhưng mà có thể là Quyền là lớn lớn phát triển cái phần cái con người là lớn hơn, như kiểu là đô con hơn đúng không ạ? Cười đi. Một nụ cười luôn hé trên môi thôi nhờ. Hàm răng thì có vẻ như là hơi xấu một chút đấy, nhưng mà lúc nào cũng trên mình là nụ cười tươi lắm. Giặt xong phơi ở đâu? Áo này. Thế có hộ bố giặt không? Quyền có hộ bố giặt quần áo chưa? Quyền có hộ bố giặt quần áo không? Không. Không à? À có à? Hả? À tưởng là không. Đây không phải tráng đâu mà, bò xuống không phải tráng đâu mà, nước này nó phải tráng qua thêm một lần nữa bác ạ. Quay xa đi rồi, được rồi, sắp được chưa, sắp sạch chưa? Phơi đây luôn à? Thế là giặt xong một cái là phơi đây luôn đúng không bác ạ? Đấy, ở nhà thì biết là giặt quần áo đấy là được rồi, nhưng mà không biết làm gì nữa thì không được đâu. Nhưng mà nói vậy thôi cô bác ạ, nhưng mà rất là tội cho em Quyền. Không biết là sau này lớn lên thì cái căn bệnh của người bố thì có thể có di truyền sang bản thân của Quyền là một chút nào không. Bố của Quyền thì chắc là đi làm thuê rồi các bác ạ, tầm giờ này ấy. Ra sạch chưa? Được rồi à? Được rồi à? Xem nào. Quyền thì có vẻ như là trước cũng đi đâu và gặp tai nạn các bác ạ. Đầu thì thấy là thủng hai chỗ liền rồi các bác này. Trước cái này bị làm sao ấy? Đây này, chỗ này thủng một lỗ này, bên này thủng một lỗ đấy các bác. Chắc là trước là gặp tai nạn gì ấy. Cười thế nào? Cười thế nào? Cười ấy. đây này thôi không đi nữa. Đấy. Có lẽ là cái thước phim ở đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cái Quyền thì là mỗi cậu bé vừa tội mà nhìn vào rất là tội và cũng rất là thương em ấy nữa. Như các bác có nhìn thấy ngoại hình thì có vẻ như là không được bằng bạn bằng bè một chút.
kể cả về cái phần là phát triển của em nữa. Vậy nhưng mà con người thì phát triển rất là đô con các bác ạ. Cái sức người đô con này thì là người ta nói là gọi là chỉ để làm thuê thôi các bác ạ. Sức người đô con đấy ấy. Thế cả một lần nữa thì xin gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh và tất cả các bác ở trên kênh đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cũng như em xin chào tạm biệt các bác. Quyền biết chào tạm biệt con của bà không? Khoanh tay. Con chào con. Con chào tạm biệt. Nhìn ra kia, nhìn ra kia. Con chào tạm biệt con các bà. Con chào tạm biệt con các bà. Rồi, nói lại một lần nữa xem nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bye bye các bà. Bye bye. Rồi. Thưa các bác, vừa rồi thì lại quên một điều là chưa mua dép cho em Quyền đúng không bác? Vừa rồi thì những cái đồ mắm muối mì chính này thì cháu Đức cũng đã mua gửi xuống cho Quyền hết rồi. Đây hỏi xem là Quyền còn cần mua cái gì không. Đâu Quyền mua đôi nào. Hả? À, mua đôi nào chọn cho nó vừa nhá. Ở đây không, ở đây như là không bán quần áo hay sao nhỉ? Ở đây có ai bán quần áo không em? À, khăn mặt. Nhà Quyền có khăn mặt không? Có. Có khăn rửa mặt chưa? Có rồi đúng không? À đây chị mua cho Quyền với lại bố Quyền mỗi người làm thêm một cái nón nữa các bác ạ, để cho hai bố con là có lúc mà đi làm. Có lấy cái này không? Lấy cho bố Quyền một cái nhá. Rồi, thế Quyền có lấy không? Có. Có, thế lấy cho Quyền một cái. Đâu, chọn được dép nào chưa? Có. Đâu, thử đi, đi thử xem em vừa không? Bé, không. Thử xem này. Đấy, thử xem nào, em thử xem nào. To, bé. À? Rất là nặng đậu quá rồi. Có ô đi học không? Buổi sáng có ô đi học không? Có một cái. Có một cái ô đi học rồi à? Vâng. Được, thế chú không mua nữa nhá. Vâng. Rồi. Dép này được không này? Không được. Không được à? Không được. Rồi, thế chọn đi. Không được thì chọn đi. Cái to quá, đồ này to quá nhá. Cái này được không? Thế nào? Được. À, vẫn to, vẫn to. Được. Thế kìa. Được. Được á? Từ từ anh xem số đấy, số bao nhiêu nào? Xem số bao nhiêu? 35. Số 35 à? Quyền chắc là đi tầm độ 34. Đây là 39 mất rồi. Thử nhá. Anh Quyền thử đi thôi xem nào. Đây là bao nhiêu? 35. Đi xem nào. Không, không. Đi. Đi đôi này mấy đứa nó, mấy đứa nó nhựa nó to ra thì nó mới vừa chứ. Đôi này bây giờ em đeo nó không vừa rồi. Em thử trong đấy, như này thì mới vừa chứ. Hả? Đấy, thầy lấy đôi này nhá. Đây có một đôi này, xem nào. À, không đây này. Quyền, anh bảo này, Quyền phải lấy những cái đôi này này. Để lấy cái đôi này này thì nó không bị rách ra ngoài. Đây nó là nhựa đặc này. Còn những cái đôi này mấy đứa nó bị rách như này ấy. Được chưa? Được đúng không? Rồi. Đấy đây. Ủa anh bao tiền đấy, hỏi mẹ nào. Hai cái nón. Hai cái mũ và một đôi dép chưa? Dạ. Ở nhà mua đầy đủ hết nhá, tí về nhà là đi đâu là phải khóa cửa nhá, không mất đấy nhá. Nhá, không tí mất đồ trong nhà ấy. Bao tiền đấy cô? Tổng tất cả dép nữa. Dép à? Vâng, cả dép nữa. Ở đây thì không, chỗ nào bán quần áo nhỉ? 50.000. Thế này 50.000 à? Chắc là lâu lắm rồi, cháu là 45.000 thôi. À, 45.000 cộng với lại 60.000. À, đi 115 này. 100 này. Thôi 10.000 thôi nhỉ, coi nhỉ. Đây, sau cháu lại về ủng hộ tiếp. Đây đây. Ăn từ kia đây. Dạ. Nó à. Đi chia sẻ mà. À. Rồi, chắc còn hơn nhá. Bây giờ lại tiếp tục là đưa Quyền đi về nè. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác,
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè San Tuyết của Thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.